Ừ, chào em nhé. Chào anh. Hôm nay em muốn cắt kiểu tóc gì đấy? Anh cắt cho em quả đầu Leo Mulet ấy. Lê Munet, em muốn nuôi gáy đúng không? Vâng, em muốn nuôi gáy. Anh xem qua mái tóc đấy nhá. Vâng. Thì chất tóc em là nó bây giờ là nó đang chất tóc này khá là bung. Và thứ hai là phần mái của em nó lại bị bò nếm một chút, bò nếm tự nhiên đấy. Thì bình thường em để là nó có xu hướng nó hay bị xòe ra hai bên đúng không? Vâng. Nó còn bung lại còn cứng nữa. Chất tóc này hơi cứng đó, nên là không phải bình thường em không làm hóa chất thì thường nó hay bị loe hai bên nhiều nữa đúng Vâng. không? Gáy của em là cũng bị bò nếm nhẹ này. Bây giờ thì anh sẽ thiết kế lại form cho em làm sao cho nó cân đối nhất có thể, tránh tình trạng nó bị bung hai bên nhé. Vâng. Em bây giờ có thể kiểu làm ép size hoặc là làm hóa chất gì không, hay là chỉ muốn để tự nhiên thôi? Em để tự nhiên Thế thôi thì anh. bây giờ anh thiết kế cho em làm sao mà em để tự nhiên mà nó cân đối nhất có thể nhé, Vâng. để sau này ví dụ trong trường hợp khi nào mà em muốn làm hóa chất thì anh sẽ làm cho em nó đẹp hơn nhé. Vâng. Ok, em ra. Nãy anh cũng đã theo cái ý của em ấy, thì anh cũng đã định làm cho em kiểu cắt cho em kiểu layer, nhưng mà phần trán của em khi mà để tự nhiên kết hợp với cắt layer nó hơi ngắn, nó sẽ làm cho cái bung cái phần phần ngôi nó ra rất là nhiều. Nên là cùng những cái em đang có, anh để luôn cho em cái dáng đánh một chút, điểm nhấn đó là sấy tạo ra cái dáng góc sidepart 37 cho em. Thì cái này ở nhà thì chịu khó em cứ sấy vào cái đường ngôi này. Và thứ hai là phần hai bên này anh cũng đã cắt cho em bớt một chút, để cho nó khi mà em ở nhà em sấy nó sẽ có độ ôm hơn, nó không bị bung ra ngoài. Lúc nào mà ví dụ em muốn đi chơi các thứ thì có thể qua anh làm hóa chất cho nhá. Vâng. Thì nó sẽ giúp em ở nhà ví dụ sấy khô tạo kiểu nó dễ hơn, em hiểu không? Ok.